mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15 từ câu 1 đến câu 3, câu 11 đến câu 32. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ, anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Bấy giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ, cậu trả lời cha: Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, người cha nói: Hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Qua những lời này, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi mỗi chúng ta hãy tín thác rằng Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta một địa vị, một vị trí đặc biệt trong trái tim Chúa, và tha thiết mời gọi chúng ta hãy đón nhận nhau trong tình huynh đệ chân thành. Chính hai hình ảnh tương phản của hai người con trong dụ ngôn hôm nay cho chúng ta nhận ra bài học cao quý ấy. Quả thế, cả hai người con đều là những người con đáng chê đáng trách. Người con thứ đáng trách
vì anh là người con lêu lổng, phung phí của cải của cha mình trong lối sống phóng đãng. Người con cả bị xem là đáng chê vì anh sống trong nhà với cha, nhưng chưa bao giờ anh ý thức mình là con để yêu thương, để cộng tác và để hiểu cha mình. Anh chỉ sống như một người đầy tớ, dửng dưng và bàng quang trước tình thương cha dành cho mình. Hình ảnh người cha phúc hậu, nhân ái và rộng lượng phản ảnh một Thiên Chúa bao dung, đầy lòng thương xót. Ngài luôn quan tâm đến từng người chúng ta. Trong trái tim Ngài, Ngài dành cho mỗi người chúng ta một tình yêu rất đặc biệt, một tình yêu vượt qua lý trí tự nhiên của con người, để biến đổi, để hoàn thiện những yếu đuối của chúng ta. Lạy Chúa, mỗi khi mùa chay về, chúng con được lắng nghe, được chiêm ngắm tình yêu không mệt mỏi của Chúa dành cho chúng con. Tình yêu này mời gọi và thúc đẩy chúng con hoán cải, mời gọi chúng con thay đổi và mời gọi chúng con sống tình huynh đệ yêu thương nhau như Chúa hằng